Ok em, chị hiểu. Dạ. Cảm ơn em đã dành thời gian chị. Không biết là qua cái phần chia sẻ của em thì chị cảm nhận như thế nào ạ? So với cái đơn vị trước đây chị đã từng trải nghiệm. Chị thấy em tư vấn thế là chị thấy khá ổn với chị. Dạ. Các chị có những cái gì chị cần là em đã nói hết rồi. Dạ Trừ vâng cái những ạ. cái gì chị chưa nghĩ đến thì chị chưa hỏi được em thôi. Còn đâu, tất cả những gì chị cần là em đã đều nói với chị được rồi, cho chị biết hết rồi. Dạ. Thì hy vọng qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay cũng giúp chị có những cái định hướng rõ ràng hơn cho cái dự định sắp tới mình thay đổi về cái xu hướng công việc của mình chị ạ. Giống như là đang bị lũng đoạn ở giai đoạn đó thôi. Chứ để nói là chị không tốt hay là khả năng của chị ở phần này không nổi trội thì em không nghĩ như vậy nha. Thậm chí chị có thể học thêm nhiều loại ngôn ngữ khác nữa và chị vẫn có thể học được rất tốt, nhưng quan trọng là cái nền tảng đó của chị. Giống như bây giờ chị đang đi học tiếng Trung cũng giống như vậy nữa, thì cái thời gian của chị đang dành cho nó là bao nhiêu, còn nếu như mà không đủ á nha, thường nó không có ra được cái kết quả giống như mà chị kỳ vọng đâu. Em có chia tư À, chị dạ bảo chị biết vì sao chị không học được rồi, bởi vì là chị nhá, tính chị như này, nếu mà muốn là chị học một cái gì tốt thì phải dạy chị một cách từ từ, dạ dạy chị một cách từng bước một. Nhưng mà chị gặp phải cái cô giáo này dạy rất là lấy tiến độ ấy, tức là dạ lúc nào dạy cũng phải cố gắng thật nhanh để lấy tiến độ, là chị thấy cảm thấy chị dạ không không học, cho dạ nên là không phải là chị không học được mà là cô dạy nhanh. dạ mà lớp học là cũng lớp học đông người đúng không chị? Đông thì cũng chẳng đông lắm nhưng cô giáo dạy nhanh lắm, không Dạ không 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 để ý đến học sinh lắm. Không dạ quan trọng là học sinh có tiếp thu được không, mà quan trọng là phải đuổi, phải nhanh, phải làm sao là hoàn thành giáo trình. dạ Chị vâng cảm thấy ạ. như thế là việc học mà chị, nếu mà gặp người có tâm dạy theo kiểu như bài bản, dạy làm sao phải quan tâm đến chất lượng thì là chị Dạ. sẽ học được. Dạ. Nhưng nếu mà chỉ dạy nhanh để lấy lệ thì chị sẽ rất áp lực. Dạ. Chị rất áp lực. Đó, thì bây giờ chị đã hiểu ra được cái lý do nó như thế nào. Nên em mới nói là em có chia sẻ cho rất là nhiều anh chị ở độ tuổi họ lớn hơn nữa kìa. Và họ chia sẻ là trong công việc của họ, họ đang làm cho cái môi trường đó, nếu họ có thêm cái loại ngôn ngữ đó thì họ sẽ được tăng một cái mức lương rất là cao. Nhưng chị đã học tới năm thứ tư rồi mà vẫn chưa có kết quả trong cái việc học về ngôn ngữ này, bởi vì họ không có dành đủ cái khoảng thời gian để họ học, và cái cách họ học đó, nó đâu có hiệu quả. Vì bản thân chị nha, chị lưu ý trên cái nào mà chị chưa biết chị chậm lắm, có thể gọi là tốc độ của chị là tốc độ rùa bò. Khi mà người khác nói chị không biết, chị ngồi im chị dựa cột mà nghe, nhưng mà cái nào chị đã rành rồi nha thì đây là thời điểm của chị, cái tốc độ phát triển của chị sẽ rất nhanh hơn so với những người khác.